Thì các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Thủy ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, để tiếp tục Phát triển quay bản làng video ở chia chỗ này sẻ luôn. cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai bonsai này, một số lên xù ha. Đấy thì vip này, hoành to lực cây, mong quý vị ủng hộ cho chị Thủy ha. Đấy. Rồi, chào chị. Rồi, chào Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc yêu mến mai vàng ha. Em tên Thị, em ở Long Hòa, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Hôm nay em có một số lô mai dạo Thủ Đức giao lưu cùng cả nhà mình ha. Hình thức bên em là bao sống 2 tháng, bao ship toàn quốc ạ. Em vào mã số 1 luôn cả nhà. Rồi, số 1 ha. Số điện thoại của em nằm trên tê đều, cũng là số Zalo của em luôn nha mấy anh chị. Rồi, em vô mã số 1. Rồi, cao em nói là 1m14. Một em tặng lỡ ha. Rồi, quanh em nó là 28, gần 29 luôn đó cả nhà. Để nè, để bàn điều ha. Tay cành thì to lực luôn. Rồi, mã số 1 này em giao lưu là 1 triệu rưỡi. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, em vào mã số 2. Quanh to này. Rồi, chiều cao nó là 77. Rồi hoành em nó là cũng 28 gần 29 luôn. Rồi để đây cả nhà. Bảy luôn ha. Rồi một bệ đế luôn, tay cành lực ha. Tay cành đều nè. Rồi mã số 2 này em giao lưu là 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2. Rồi em vào mã số 3. Tiếp theo luôn, quái đế nè, lắc lửa. Đế quái ha. Rồi mã số 3 chiều cao em nó là 71. Rồi hoành em nó là 19 có dư luôn. Rồi để đây. Để nè cả nhà, để quái quái ha. Rồi mã số 3 này em giao lưu chỉ có 300 ha. Rồi 300 thôi. Rồi em tiếp mã số 4. Số 4. Rồi cao em nó là 69. Rồi hoành em nó là 18, 19 luôn, 18 đi. Rồi cái này nó có bị rủa xíu nha cả nhà. Này nó lành rồi. Cây này em giao lưu giá mềm luôn. Rồi mã số 4 này chỉ có 350 ha. 350 thôi. Rồi cây số 5. Số 5. Cao em nó là 71. Rồi hoành em nó là 20 nè. Dạ. Cái cũ. Rồi đậu sổ nông em nó là 28 luôn. Cũ nở ha. Rồi mã số 5 này em giao lưu chỉ có 380 nghìn. Rồi 380. Rồi em vào mã cây số 6. Rồi cao em nó là 70. Rồi trên này ở dưới thì bự quá. Rồi hoành em nó là 23 ha. Dạ. Độ sổ của nó quá sức luôn. Độ sổ em nó tới 39 luôn nè cả nhà. Cái này có hiện tượng nè. Hiện tượng lên xù rồi nè. Xù nhẹ nè. Xù nhẹ, xù da me rồi. Rồi mã số 6 này em giao lưu là 1 triệu mốt. Rồi 1 triệu mốt. Nghe cây đẹp. Rồi, cây mã số 7. Cao em nó là 1m1. Hoành là 24 ha. Rồi, đây VIP ha. Để rip luôn, để cũ. Rồi, cái độ sổ của nó là 27 luôn. Rồi mã số 7 này em giao lưu là 900. Rồi 900. Rồi cây số 8 ạ. 8 chiều cam đó là 98. Rồi hoành là 23 yếu xíu cả nhà ơi. Cây này cũ nè. Một em dán trực luôn à. Rồi mã số 8 này em giao lưu 480 nghìn. Rồi 480. Rồi cây số 9. Chính chiều cao là 70. Hoành là 23. Độ sổ nôm nó là 33 luôn. Rồi mã số 9 này em giao lưu là 750 ha. 750 thôi. Rồi cây số 10. Chiều cao nó là 1m1. Rồi hoành 19. Độ sổ anh ôm em nó là 38 luôn.
Để nè cả nhà. Rồi mã số 10 này em giao lưu chỉ có 750. Rồi, 750. Rồi, cây 11. 11 chiều cao em nó là 74. Quanh em nó là 21. Rồi. Em dòng ha. Rồi mã 11 này em giao lưu 480.000. 480. Rồi, quả cây 12. 12. Cao em nó là 64. Rồi, hoành em nó cũng là 23 luôn đi. Dạ. Yeah. Tính 2 gần 24 tính 53. Rồi, để đây. Để đây. Rồi, mã 12 này em giao lưu 480.000 luôn. Rồi, 480. Rồi, cây 13. Cây 13 chiều cao em nó là 75. Hoành là 23. Độ sổ em nó là 33 luôn. Này hàng tương lai nè cô chú anh chị. Nó nứt nách hết trơn rồi ha. Hiện tượng lên xù rồi. Hàng tương lai. Rồi mã 13 này em giao lưu 700. Rồi 700. Rồi cây 14. Cao là 50. Hoành là 25. Ủa hay 25 có dư. Dạ. Cụ đế bự. Rồi mã 14 em giao lưu 500. 500. Rồi cây 15. Quanh to, lực cây. Rồi cao là 77. Quanh là 27. Cái cũ của nó là 50. Độ sổ là 34 ha. Rồi cây 15 này em giao lưu là 800.000. Rồi 800. Rồi giá em đưa ra làm bao ship hết rồi nha cả nhà. Rồi cây 16 á. Cao là 73. Rồi hoành em nó là 20. À, độ sổ đơn của nó em nó là 30. Rồi mã 16 này em giao lưu cũng là 550 luôn. Rồi 550. Rồi cây 17. Cây này trực búp măng ha. Cao là 95. Hoành là 21. Tay canh điệu luôn nè cả nhà ơi. Rồi mã 17 này em giao lưu 600. 600. Rồi cây 18. 18. Cao là 92. Rồi, hoành em nó là 21 ha. Đây, 21. Dạ. Độ sổ nôm em nó là 34. Rồi, mã 18 em giao lưu 800. Rồi, 800. Rồi, cây 19. Cao em nó là 59. Hoành là 29 luôn, gần 29 rưỡi, tính 29 đi. Này nó cũng muốn bung xù hết rồi. Rồi, để đẹp. Để rất là quấy ha, để đẹp ha. Cổ nở luôn. Mã 19 em giao lưu là 1 triệu rưỡi. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, cây 20. Mưa chiều cao là 75. Rồi, hoành em nó là 28. Rồi, để biết ha. Biết luôn. Nó này nè cũng muốn bùng nước sù hết rồi đó nha. Tay cành to lực rồi. Dốt đột búp măng luôn. Rồi mã 20 này em giao lưu là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Rồi cây 21. 21 chiều cao em đó là 62. Hoành là 21. Rồi để đây.
Rồi mã 21 này em giao luôn có 350 luôn ha. 350. Rồi nhanh tay chốt đơn mấy anh chị ơi. Rồi mã tiếp theo là mã 22 ạ. Chiều cam nó là 61. Này nó bung xù nè cả nhà ơi. Rồi quanh em nó là gần 29 tính 28 nè cả nhà. Dưới đây là 30 luôn á. Qua trời cái củ đế của nó nè. Hết sức cái củ luôn. Rồi mã 22 này em giao lưu là 2,5 triệu ha. 2,5 triệu. Qua trời cái củ đế. Rồi mã 23. 23 chiều cao là 79. Rồi hoành em nó là 23 tính 22 đi, yếu 23. Rồi mã 23 này em giao lưu là 700. Rồi, 700. Rồi cây 24. Cao là 41. Rồi hoành là 23 ha. Bộ đế nè cả nhà. Rồi mã 24 này em giao lưu là 500. 500. Rồi cây 25. 25. 55 cao là 56. Hoành nó là 24,5. Qua trời cái nút lưng của nó. Đậu nơm của nó cao nha mấy anh chị. Đậu nơm của nó tới 29 đó. Rồi mã 25 này em giao lưu chỉ có 850. Rồi 850 thôi. Rồi cây 26. Cao là 65. Hoành là 23. Quá sức cái củ đó thử cái củ. Rồi cái củ nó tới 46. Quá sức cái bộ đế nè. Rồi mã 26 này em giao lưu là 900 ha. Rồi 900. Rồi cây 27. Cao là 87. Hoành là 26. Độ sổ nôm em nó là 33. Rồi tay cành đều răng luôn nè cả nhà. Rồi mã 27 này em giao lưu là 2,3 triệu. Rồi 2,3 triệu. Rồi cây 28 là cây sù nha cả nhà. Rồi lên sù ha. Cao là 96. Hoành em nó là 26 nè cả nhà. Khối đế đặt luôn. Hoành 26 ha. Khối đế luôn, đặt kẹo ha. Đây lên sù đây. À, cái ngọn luôn ha. Sù từ trên xuống dưới luôn. Nách nào cũng bung sù hết. Rồi mã 28 này em giao lưu là 3,5 triệu. 3,5 triệu, nghe cây đẹp lên. Rồi luôn. Cây 29 cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Trực lùng lực. Rồi em này cao là 61. Rồi em này gần hoành 28 luôn cả nhà. Dạ. Tính 27 đi. Này nó nứt nứt nát hết trơn rồi nè. Nó hiện tượng bung sù ha. Sù luôn. Nứt đều luôn. Rồi mã 29 cuối clip này em cũng giao lưu là 2,9 triệu ha. Rồi 2,9 triệu. Rồi cuối clip thì em cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều. Mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ chùm em ha. Dạ. Chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe. Rồi em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại.